Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Nguyên đán 2023, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có những chuyến thăm tới các địa phương nhằm động viên, chia sẻ những khó khăn của người dân có hoàn cảnh khó khăn, người lao động và lực lượng vũ trang. Tiếp tục chuyến công tác tại Đắk Lắk, chiều qua 15 tháng 1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm tặng 200 suất quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn thị xã Buôn Hồ, thăm tặng quà học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Krông Búc và hộ nghèo của huyện. Nhấn mạnh đến nét văn hóa Tây Nguyên, một đặc trưng lợi thế so sánh riêng có, Chủ tịch nước mong muốn các ban ngành, cơ quan liên quan cần đẩy mạnh phát huy, bảo tồn văn hóa truyền thống, bài trừ hủ tục lạc hậu, tạo điều kiện tốt hơn về văn hóa, tinh thần cho người dân. Đặc biệt, Chủ tịch nước yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp Đắk Lắk tập trung làm tốt công tác chăm lo, đảm bảo Tết cho bà con, nhất là các vùng sâu, vùng xa, không để trường hợp nào bị đói cơm, lạt muối trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Chiều qua 15 tháng 1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã về thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Lào Cai. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lào Cai đã đạt được trong năm 2022. Đồng thời đề nghị tỉnh rà soát lại chính sách phát triển công nghiệp, làm tốt công tác gìn giữ và phát triển rừng, giữ gìn và xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển. Tiếp tục quan tâm, chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an tỉnh Lào Cai, Chủ tịch Quốc hội đề nghị lực lượng công an tỉnh tiếp tục tăng cường và phát huy công tác an sinh xã hội, hỗ trợ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Đặc biệt là trong dịp Tết cổ truyền này, phải đảm bảo cho nhân dân đón Tết tuyệt đối an toàn, được hưởng trọn một mùa xuân ấm no, hạnh phúc. Tại xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương và đoàn công tác đến thăm, trao quà cho các gia đình chính sách, người nghèo, già làng và người có uy tín tại địa phương. Đồng chí Phan Đình Trạc bày tỏ niềm vui trước những thành quả về kinh tế xã hội của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã trong thời gian qua. Đồng chí tin tưởng với truyền thống xã anh hùng cùng tiềm năng lợi thế về đất đai, khí hậu, sự nỗ lực vươn lên của địa phương và sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, xã Đinh Trang Thượng tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm xóa hết hộ nghèo, nhiều hộ vươn lên thành hộ khá, hộ giàu. Nằm trong chuỗi hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, tại thành phố Rạch Giá, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức khai trương gian hàng không đồng. Tại chương trình, ban tổ chức đã cấp phát miễn phí các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho 450 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Thông qua hoạt động nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp công đoàn trong việc chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, nhất là đề xuất các phương pháp, cách làm mới, những mô hình hiệu quả trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre vừa tổ chức chương trình Tết Sum Vầy Xuân Gắn Kết năm 2023, phát động thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp. Hơn 500 công nhân, người lao động, đại diện cho hơn 90.000 công nhân, người lao động tại Bến Tre đã tham dự chương trình. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hơn 500 phần quà Tết cho công nhân lao động, có không có điều kiện về quê ăn Tết, xa nhà, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đảng viên có hoàn cảnh khó khăn trong các doanh nghiệp. Ban tổ chức tiếp nhận tài trợ xây dựng nhà tình thương cho công nhân, tiếp nhận kinh phí chăm lo cho công nhân với tổng kinh phí hơn 2,4 tỷ đồng. Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đang đến rất gần. Thời điểm này, làng khô Phú Thọ, xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đang tất bật rộn ràng không khí sản xuất cá khô nhằm kịp phục vụ khách hàng gần xa. Những ngày này, làng khô Phú Thọ nhộn nhịp, rộn ràng hẳn lên. Không khí sản xuất tất bật, chạy đua với thời gian để đảm bảo cung ứng hàng cho thị trường Tết. Giao tỉnh lộ DT844, đoạn qua địa phận xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, có nhiều cơ sở sản xuất và quầy bán cá khô. Công nhân của các cơ sở sản xuất khô luôn tay thực hiện những công đoạn như làm sạch cá, xẻ cá, ướp muối và gia vị, mang ra phơi nắng. Cá năm nay nó hơi giá cao, nhưng mà vẫn ngày mặn đều đều, 400-500 kg vậy à. 400-500 thì được trăm mấy chục ký khô à. Bán đủ chỗ, các chỗ như Cà Mau, Bình Dương, thành phố. Để kịp cung ứng cá khô cho khách hàng, nhiều cơ sở sản xuất đầu tư máy móc, thiết bị, thuê thêm lao động,
cho công nhân làm việc thêm giờ vào ban đêm. Qua đó, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhiều người dân ở địa phương. Từ sáng 6 giờ sáng đi tới 6 giờ chiều về là được 180 ngàn. Thì đủ trang trải cuộc sống trong một ngày. Cũng bình thường, cũng không có cái gì mà phải cực. Hằng sáng mình xách đi, mình đi làm, thì giờ mình gia công, mình đi làm, chiều mình lấy tiền về. Làng khô Phú Thọ có trên 100 hộ tham gia sản xuất, kinh doanh cá khô các loại, nhưng chủ yếu là cá lóc. Sản lượng khô cá lóc bình quân hơn 600 tấn một năm. Trung bình khoảng 3-4 kg cá lóc tươi sẽ thu được 1 kg khô cá lóc. Giá bán từ 120 đến 175 nghìn đồng 1 kg. Nhờ hương vị thơm ngon, giá cả hợp lý, nên nhiều năm qua, đặc sản cá khô Phú Thọ nói chung và khô cá lóc nói riêng được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp ưa chuộng. Không chỉ có mặt khắp các tỉnh, thành phố của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, mà khô Phú Thọ còn tiêu thụ mạnh ở tỉnh Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày này, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam được lựa chọn là điểm đến của nhiều gia đình Việt và du khách, đặc biệt là trong dịp Tết đến xuân về. Điểm nhấn xuyên suốt trong chương trình tổ chức Vui Xuân Quý Mão 2023 là hoạt động trải nghiệm Tết Việt vùng Kinh Bắc. Tại không gian nhà Việt Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, các hoạt động trình diễn dựng cây nêu, gói bánh chưng và in tranh đồng hồ đã đặc biệt thu hút du khách. Đối với các em nhỏ, được tìm hiểu di sản văn hóa Bắc Ninh qua in tranh đồng hồ đã để lại nhiều trải nghiệm thú vị. Con rất vui khi con được in tranh đồng hồ. Con chưa lần nào được in tranh đồng hồ, con chỉ nhìn được vở mỹ thuật. Hôm nay con trải nghiệm con rất vui và con sẽ mang tranh cho các bạn xem. Có tranh hình con trâu, con gà thì con đã chọn hình bức tranh con gà và con thấy có rất là nhiều. Nét đặc sắc trong chương trình lần này chính là hoạt động trưng bày chuyên đề tinh hoa văn hóa quan họ Bắc Ninh và trình diễn quan họ, hát canh, hát hội của các liền anh, liền chị đến từ Bắc Ninh. Du khách có cơ hội tìm hiểu rõ hơn những giá trị của dân ca quan họ qua trưng bày, từ giai điệu, ca từ, trang phục đến lề lối, lễ nghĩa của người quan họ đều được giới thiệu tại không gian này. Chương trình lần này thì Bảo tàng Bắc Ninh cũng mong muốn là cái cầu nối giữa để giới thiệu cái sắc thái văn hóa Bắc Ninh đến đông đảo du khách thủ đô cũng như là quốc tế. Hy vọng rằng đây cũng là cái dịp để cho các nghệ nhân, nghệ sĩ rồi các nghệ nhân dân gian để nói chia sẻ cái câu chuyện trong cái việc bảo tồn, phát huy cái giá trị di sản văn hóa của quê hương. Làng em là làng Hoài Trung, là một trong 49 làng quan họ gốc của Bắc Ninh. Hôm nay được vinh dự ra tới đây biểu diễn và biểu diễn cho bà con ở ngoài này xem. Thì như các chị đã thấy là Tết đến xuân về thì người dân quan họ Bắc Ninh thường là du xuân chảy hội và cũng tổ chức những canh hát quan họ. Bên cạnh các hoạt động mang đậm sắc thái văn hóa Bắc Ninh, du khách có dịp tìm hiểu thêm về nét đẹp của ngày Tết cổ truyền thông qua nghệ thuật viết thư pháp, gói bánh chưng, đặc biệt là hiểu hơn về tục dựng cây nêu của những người dân Bắc Ninh. Đây là phong tục lâu đời của người Việt Nam và cây nêu như một biểu tượng thiêng liêng mang lại điều may mắn trong những ngày đầu năm mới. Chương trình tiếp tục với một số tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, liên quan tới vụ tai nạn máy bay ở Nepal hôm qua, hãng tin Sputnik dẫn lời người phát ngôn của hãng hàng không Yeti Airlines Pemba Sepa cho biết toàn bộ 72 người trên chiếc máy bay chở khách ATR-72 của hãng này bị rơi ở Pokhara, miền trung Nepal, hôm qua đều đã thiệt mạng. Người phát ngôn của hãng hàng không Yeti nêu rõ không còn ai sống sót sau vụ rơi máy bay. Theo cơ quan hàng không dân dụng Nepal, cho tới nay, các nhà chức trách mới tìm thấy 68 thi thể tại hiện trường. Nhiều thi thể trong số này đã không thể nhận dạng, trong khi 80% máy bay đã bị lửa thiêu rụi. Vào sáng qua, máy bay ATR-72 của hãng hàng không Yeti Airlines khởi hành từ thủ đô Kathmandu đã rơi xuống vực sâu ở thị trấn Pokhara, miền trung Nepal và vỡ thành nhiều mảnh. Cơ quan hàng không dân dụng Nepal cho biết, trước khi rơi, tổ lái đã cố liên lạc với sân bay từ hẻm Seti vào lúc 10 giờ 50 phút theo giờ địa phương, tức 12 giờ ở Việt Nam. Chiếc máy bay chở 68 hành khách cùng 4 thành viên phi hành đoàn, trong đó có 15 người nước ngoài. Theo mạng lưới hàng không dân dụng, đây là vụ rơi máy bay thảm khốc nhất tại Nepal trong 30 năm qua. Chính quyền các địa phương trên khắp Trung Quốc đã phát hành một đợt voucher khuyến mãi giảm giá mới thuộc nhiều lĩnh vực để thúc đẩy tiêu dùng, phục hồi các ngành đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.
rượu và thức ăn. Thế là tôi tiết kiệm được hơn 30% với phiếu giảm giá này. Các thành phố thuộc các tỉnh Phúc Kiến, Thiểm Tây, Hà Nam cũng phát hành hàng loạt phiếu giảm giá các ngành hàng điện tử, tiêu dùng, du lịch, bán lẻ, giúp nhu cầu mua bán hàng hóa gia tăng. Chính phủ Anh mới đây đã ra quy định cấm sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Quyết định này được đưa ra sau một cuộc tham vấn cộng đồng của chính phủ, trong đó 95% số người được hỏi ủng hộ lệnh cấm. Lệnh cấm sẽ bắt đầu có hiệu lực vào tháng 10 tới. Chính phủ Anh cho biết ước tính nước Anh sử dụng 2,7 tỷ các mặt hàng dùng một lần như dao, nĩa, đĩa và bát, và hầu hết làm bằng nhựa, và chỉ 10% các sản phẩm nhựa dùng một lần được mang đi tái chế. Tôi nghĩ đây là một ý kiến hay. Tôi thường thích tái chế mọi thứ, vì vậy nếu bạn có thể sử dụng một thứ gì đó nhiều lần và nó có chất lượng tốt hơn nhựa, thì tại sao không dùng? Lệnh cấm của Anh cũng sẽ áp dụng đối với các sản phẩm khay nhựa sử dụng một lần, gậy bóng bay và một số loại cốc và hộp đựng thức ăn bằng polystyrene. Nhà lập pháp Rebecca Powell cho biết, chính phủ Anh đang xem xét các mặt hàng nhựa có vấn đề khác, bao gồm khăn ướt và đầu lọc thuốc lá. Hầu hết các loại nhựa phân hủy rất chậm, vẫn còn nguyên vẹn trong nhiều thế kỷ, gây hại cho các đại dương, sông ngòi và đất đai, nơi hàng triệu tấn rác thải được thải ra mỗi năm. Liên Hợp Quốc cho biết, việc sử dụng quá nhiều nhựa dùng một lần trong nhiều thập kỷ đã gây ra thảm họa môi trường toàn cầu. Chuyển sang một số thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng tới miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Từ nay đến khoảng ngày 18 tháng 1, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 đến 12 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 6 đến 9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ, khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11 đến 14 độ, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 14 đến 17 độ. Sau đây sẽ là thông tin chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước. Dự báo thời tiết chiều và đêm 16 tháng 1, phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Nhiệt độ từ 6 đến 13 độ, vùng núi từ 6 đến 9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Nhiệt độ từ 10 đến 20 độ, có nơi dưới 5 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trời rét, nhiệt độ từ 10 đến 21 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Thủ đô Hà Nội, không mưa, trời rét đậm, nhiệt độ từ 10 đến 16 độ. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Nguyên đán 2023, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có những chuyến thăm tới các địa phương nhằm động viên, chia sẻ những khó khăn của người dân có hoàn cảnh khó khăn, người lao động và lực lượng vũ trang. Tiếp tục chuyến công tác tại Đắk Lắk, chiều qua 15 tháng 1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm tặng 200 suất quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn thị xã Buôn Hồ, thăm tặng quà học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Krông Búc và hộ nghèo của huyện. Nhấn mạnh đến nét văn hóa Tây Nguyên, một đặc trưng lợi thế so sánh riêng có, Chủ tịch nước mong muốn các ban ngành, cơ quan liên quan cần đẩy mạnh phát huy, bảo tồn văn hóa truyền thống, bài trừ hủ tục lạc hậu, tạo điều kiện tốt hơn về văn hóa, tinh thần cho người dân. Đặc biệt, Chủ tịch nước yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp Đắk Lắk tập trung làm tốt công tác chăm lo, đảm bảo Tết cho bà con, nhất là các vùng sâu, vùng xa, không để trường hợp nào bị đói cơm, lạt muối trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Chiều qua 15 tháng 1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã về thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Lào Cai. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lào Cai đã đạt được trong năm 2022.
đồng thời đề nghị tỉnh rà soát lại chính sách phát triển công nghiệp, làm tốt công tác gìn giữ và phát triển rừng, giữ gìn và xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển. Tiếp tục quan tâm, chăm lo công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an tỉnh Lào Cai, Chủ tịch Quốc hội đề nghị lực lượng công an tỉnh tiếp tục tăng cường và phát huy công tác an sinh xã hội, hỗ trợ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Đặc biệt là trong dịp Tết cổ truyền này, phải đảm bảo cho nhân dân đón Tết tuyệt đối an toàn, được hưởng trọn một mùa xuân ấm no, hạnh phúc. Tại xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương và đoàn công tác đến thăm, trao quà cho các gia đình chính sách, người nghèo, già làng và người có uy tín tại địa phương. Đồng chí Phan Đình Trạc bày tỏ niềm vui trước những thành quả về kinh tế xã hội của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã trong thời gian qua. Đồng chí tin tưởng với truyền thống xã anh hùng cùng tiềm năng lợi thế về đất đai, khí hậu, sự nỗ lực vươn lên của địa phương và sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, xã Đinh Trang Thượng tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm xóa hết hộ nghèo, nhiều hộ vươn lên thành hộ khá, hộ giàu. Nằm trong chuỗi hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, tại thành phố Rạch Giá, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức khai trương gian hàng không đồng. Tại chương trình, ban tổ chức đã cấp phát miễn phí các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho 450 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Thông qua hoạt động nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp công đoàn trong việc chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, nhất là đề xuất các phương pháp, cách làm mới, những mô hình hiệu quả trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre vừa tổ chức chương trình Tết Sum Vầy Xuân Gắn Kết năm 2023, phát động thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp. Hơn 500 công nhân, người lao động đại diện cho hơn 90.000 công nhân, người lao động tại Bến Tre đã tham dự chương trình. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hơn 500 phần quà Tết cho công nhân lao động có không có điều kiện về quê ăn Tết, xa nhà, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đảng viên có hoàn cảnh khó khăn trong các doanh nghiệp. Ban tổ chức tiếp nhận tài trợ xây dựng nhà tình thương cho công nhân, tiếp nhận kinh phí chăm lo cho công nhân với tổng kinh phí hơn 2,4 tỷ đồng. Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đang đến rất gần. Thời điểm này, làng khô Phú Thọ, xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đang tất bật rộn ràng không khí sản xuất cá khô nhằm kịp phục vụ khách hàng gần xa. Những ngày này, làng khô Phú Thọ nhộn nhịp, rộn ràng hẳn lên. Không khí sản xuất tất bật, chạy đua với thời gian để đảm bảo cung ứng hàng cho thị trường Tết. Dọc tỉnh lộ DT844, đoạn qua địa phận xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, có nhiều cơ sở sản xuất và quầy bán cá khô. Công nhân của các cơ sở sản xuất khô luôn tay thực hiện những công đoạn như làm sạch cá, xẻ cá, ướp muối và gia vị, mang ra phơi nắng. Cá năm nay nó hơi giá cao, nhưng mà vẫn ngày mặn đều đều, 400-500 kg vậy à. 400-500 thì được 100 mấy chục ký khô à. Bán đủ chỗ, các chỗ như Cà Mau, Bình Dương, thành phố. Để kịp cung ứng cá khô cho khách hàng, nhiều cơ sở sản xuất đầu tư máy móc, thiết bị, thuê thêm lao động, cho công nhân làm việc thêm giờ vào ban đêm. Qua đó, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhiều người dân ở địa phương. Từ sáng 6 giờ sáng đi tới 6 giờ chiều về là được 180.000. Thì đủ trang trải cuộc sống trong một ngày. Cũng bình thường, cũng không có cái gì mà phải cực. Hằng sáng mình xách đi, mình đi làm, thì giờ mình gia công, mình đi làm, chiều mình lấy tiền về. Làng khô Phú Thọ có trên 100 hộ tham gia sản xuất, kinh doanh cá khô các loại, nhưng chủ yếu là cá lóc. Sản lượng khô cá lóc bình quân hơn 600 tấn một năm. Trung bình khoảng 3-4 kg cá lóc tươi sẽ thu được 1 kg khô cá lóc. Giá bán từ 120 đến 175.000 đồng 1 kg. Nhờ hương vị thơm ngon, giá cả hợp lý, nên nhiều năm qua, đặc sản cá khô Phú Thọ nói chung và khô cá lóc nói riêng được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp ưa chuộng. Không chỉ có mặt khắp các tỉnh, thành phố của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, mà khô Phú Thọ còn tiêu thụ mạnh ở tỉnh Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày này, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam được lựa chọn là điểm đến của nhiều gia đình Việt và du khách, đặc biệt là trong dịp Tết đến xuân về.
Điểm nhấn xuyên suốt trong chương trình tổ chức Vui Xuân Quý Mão 2023 là hoạt động trải nghiệm Tết Việt vùng Kinh Bắc. Tại không gian nhà Việt Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, các hoạt động trình diễn dựng cây nêu, gói bánh chưng và in tranh đồng hồ đã đặc biệt thu hút du khách. Đối với các em nhỏ, được tìm hiểu di sản văn hóa Bắc Ninh qua in tranh đồng hồ đã để lại nhiều trải nghiệm thú vị. Con rất vui khi con được in tranh đồng hồ. Con chưa lần nào được in tranh đồng hồ, con chỉ nhìn được vở mỹ thuật. Hôm nay con trải nghiệm, con rất vui và con sẽ bán tranh cho các bạn xem. Có tranh hình con trâu, con gà thì con đã chạy chọn những bức tranh con gà và con thấy có rất là nhiều. Nét đặc sắc trong chương trình lần này chính là hoạt động trưng bày chuyên đề tinh hoa văn hóa quan họ Bắc Ninh và trình diễn quan họ, hát canh, hát hội của các liền anh, liền chị đến từ Bắc Ninh. Du khách có cơ hội tìm hiểu rõ hơn những giá trị của dân ca quan họ qua trưng bày, từ giai điệu, ca từ, trang phục đến lề lối, lễ nghĩa của người quan họ đều được giới thiệu tại không gian này. Chương trình lần này thì Bảo tàng Bắc Ninh cũng mong muốn là cái cầu nối giữa để giới thiệu cái sắc thái văn hóa Bắc Ninh đến đông đảo du khách thủ đô cũng như là quốc tế. Hy vọng rằng đây cũng là cái dịp để cho các nghệ nhân, nghệ sĩ rồi các nghệ nhân dân gian để nói, chia sẻ cái câu chuyện trong cái việc bảo tồn, phát huy cái giá trị di sản văn hóa của quê hương. Làng em là làng Hoài Trung, là một trong 49 làng quan họ gốc của Bắc Ninh. Hôm nay được vinh dự ra tới đây biểu diễn và biểu diễn cho bà con ở ngoài này xem. Thì như các chị đã thấy là Tết đến xuân về thì người dân quan họ Bắc Ninh thường thường là du xuân chảy hội và cũng tổ chức những canh hát quan họ. Bên cạnh các hoạt động mang đậm sắc thái văn hóa Bắc Ninh, du khách có dịp tìm hiểu thêm về nét đẹp của ngày Tết cổ truyền thông qua nghệ thuật viết thư pháp, gói bánh chưng, đặc biệt là hiểu hơn về tục dựng cây nêu của những người dân Bắc Ninh. Đây là phong tục lâu đời của người Việt Nam và cây nêu như một biểu tượng thiêng liêng mang lại điều may mắn trong những ngày đầu năm mới. Chương trình tiếp tục với một số tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, liên quan tới vụ tai nạn máy bay ở Nepal hôm qua, hãng tin Sputnik dẫn lời người phát ngôn của hãng hàng không Yeti Airlines, Pemba Sepa, cho biết toàn bộ 72 người trên chiếc máy bay chở khách ATR-72 của hãng này bị rơi ở Pokhara, miền trung Nepal, hôm qua đều đã thiệt mạng. Người phát ngôn của hãng hàng không Yeti nêu rõ không còn ai sống sót sau vụ rơi máy bay. Theo cơ quan hàng không dân dụng Nepal, cho tới nay, các nhà chức trách mới tìm thấy 68 thi thể tại hiện trường. Nhiều thi thể trong số này đã không thể nhận dạng, trong khi 80% máy bay đã bị lửa thiêu rụi. Vào sáng qua, máy bay ATR-72 của hãng hàng không Yeti Airlines khởi hành từ thủ đô Kathmandu đã rơi xuống vực sâu ở thị trấn Pokhara, miền trung Nepal và vỡ thành nhiều mảnh. Cơ quan hàng không dân dụng Nepal cho biết, trước khi rơi, tổ lái đã cố liên lạc với sân bay từ hẻm Seti vào lúc 10 giờ 50 phút theo giờ địa phương, tức 12 giờ ở Việt Nam. Chiếc máy bay chở 68 hành khách cùng 4 thành viên phi hành đoàn, trong đó có 15 người nước ngoài. Theo mạng lưới hàng không dân dụng, đây là vụ rơi máy bay thảm khốc nhất tại Nepal trong 30 năm qua. Chính quyền các địa phương trên khắp Trung Quốc đã phát hành một đợt voucher khuyến mãi giảm giá mới thuộc nhiều lĩnh vực để thúc đẩy tiêu dùng, phục hồi các ngành đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Rượu và thức ăn, thế là tôi tiết kiệm được hơn 30% với phiếu giảm giá này. Các thành phố thuộc các tỉnh Phúc Kiến, Thiểm Tây, Hà Nam cũng phát hành hàng loạt phiếu giảm giá các ngành hàng điện tử, tiêu dùng, du lịch, bán lẻ, giúp nhu cầu mua bán hàng hóa gia tăng. Chính phủ Anh mới đây đã ra quy định cấm sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Quyết định này được đưa ra sau một cuộc tham vấn cộng đồng của chính phủ, trong đó 95% số người được hỏi ủng hộ lệnh cấm. Lệnh cấm sẽ bắt đầu có hiệu lực vào tháng 10 tới. Chính phủ Anh cho biết ước tính nước Anh sử dụng 2,7 tỷ các mặt hàng dùng một lần như dao, nĩa, đĩa và bát và hầu hết làm bằng nhựa và chỉ 10% các sản phẩm nhựa dùng một lần được mang đi tái chế. Tôi nghĩ đây là một ý kiến hay. Tôi thường thích tái chế mọi thứ, vì vậy nếu bạn có thể sử dụng một thứ gì đó nhiều lần và nó có chất lượng tốt hơn nhựa thì tại sao không dùng? Lệnh cấm của Anh cũng sẽ áp dụng đối với các sản phẩm khay nhựa sử dụng một lần, gậy bóng bay và một số loại cốc và hộp đựng thức ăn bằng polystyrene. Nhà lập pháp Rebecca Powell cho biết
chính phủ Anh đang xem xét các mặt hàng nhựa có vấn đề khác, bao gồm khăn ướt và đầu lọc thuốc lá. Hầu hết các loại nhựa phân hủy rất chậm, vẫn còn nguyên vẹn trong nhiều thế kỷ, gây hại cho các đại dương, sông ngòi và đất đai, nơi hàng triệu tấn rác thải được thải ra mỗi năm. Liên Hợp Quốc cho biết, việc sử dụng quá nhiều nhựa dùng một lần trong nhiều thập kỷ đã gây ra thảm họa môi trường toàn cầu. Chuyển sang một số thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng tới miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Từ nay đến khoảng ngày 18 tháng 1, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 đến 12 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 6 đến 9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ, khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11 đến 14 độ, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 14 đến 17 độ. Sau đây sẽ là thông tin chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước.